Hello, xin chào cả nhà, xin chào các bạn. Hôm nay mình có hứng thú mình đi vô bếp mình nấu chè bắp. Thì ở đây mình có được 5 trái bắp. 5 trái bắp nè các bạn. Thì mình giờ mình bào ha. Cái này là giờ mình bào ra, mình có con dao bào, mình bào ra 5 trái bắp. Thì 5 trái bắp này mình bào ra, mình lấy cái cùi, mình bỏ vô mình nấu nước. Nấu nước lấy nước ngọt thêm nha các bạn. Rồi mình có một khắp nếp, cái khắp nếp đó là chừng được nửa lon sữa bò gạo gạo thôi. Thì mình vo sạch cái mình ngâm để mình nấu chung. Tại vì cái nếp bên này nó không có dẻo như nếp bên Việt Nam. Thì đó như vậy. Rồi mình sẽ có tiếp theo là mình sẽ có một lon nước cốt dừa để mình làm nước cốt dừa ha. Rồi xin mời các bạn cùng vô bếp làm với mình cho vui nha. Đó bây giờ như vậy là mình bào nè. Mình bào xong rồi mình sẽ lấy 5 cái cùi này đó. 5 cái cùi bắp này nè các bạn. Mình sẽ nấu nước. Thì khi mình mà nấu nước á thì nó vừa thơm mà nó lại vừa ngọt nữa. Thành ra mình cũng cũng có lý. Nhưng mà món này thì cũng không có mắc tiền lắm. Như mình mua 5 trái bắp này thì cái mùa này là mùa lạnh, nhưng mà 2,5 đồng thì tính ra cũng 50 sen một trái, 50 sen trái. Mà nếu nấu vậy thì nồi chè ha, mình nấu xong rồi thì mình không có ăn hết đâu, mình thì chỉ chừng một chén nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà mình sẽ đem ra ngoài chỗ làm á để mình cho mấy cô mấy chị ở ngoài thưởng thức. Chứ mình đâu có ăn chè, trời ơi, mình kiêng dữ lắm. Mình kiêng được cái gì mình kiêng, không có dám ăn nhiều dữ lắm đâu. Rồi, trời, có gì các bạn hãy theo mình ha, theo mình tiếp tục nha. Đó, cái nồi thì mình bỏ 5 cái cùi bắp vô như vậy nè. Rồi mình sẽ đổ là khoảng 1,5 lít nước mình nấu. Khi mình nấu sôi lên cho nó ra cái chất ngọt rồi mình sẽ vớt cái cùi bắp này ra, rồi mình mới bỏ nếp vô mình nấu tiếp nha. Nè, bây giờ ha, cái bắp mình nấu cũng từ hồi nãy giờ nè. Mà các bạn nhớ nha, cái này cũng một cái trick nhỏ nhỏ của mình ha. Khi mà các bạn nấu cháo hay là nấu chè xôi chè đó thì các bạn để cho cái nước nó nóng lên, nó hơi steam lên rồi các bạn hay bỏ nếp vô hay gạo vô thì nó không bị dính ở dưới đít nồi. Còn ví dụ như mình vo rồi mình bỏ vô liền á nó sẽ bị dính đít nồi. Còn như mình bỏ như vậy nó không có bị dính ha. Cái này cũng cái chuyện mình thì mình cũng học hỏi của những người chị em khác lớn hơn mình này kia vậy đó, thành ra mình mới biết. Thì cùi bắp mình nấu từ hồi nãy tới giờ nè, bây giờ là mình vớt cái nước ra. Nếu các bạn mà đứng đây là cái nước bắp nó thơm dễ sợ lắm đó. Mình vớt cái cùi này ra rồi thì mình cũng bỏ cái nếp nó vô luôn rồi nè. Thì giờ mình nấu thôi, mình nấu chừng nào nếp nó nhừ ra đó rồi cái mình hãy bỏ bắp vô, mình mới bỏ bắp vô, tại vì bắp này mình bào thì nó mỏng mà. Rồi tiếp tới mình sẽ đi làm nước cốt dừa, mình sẽ đi làm nước cốt dừa nha. Giờ mình thấy rất là ngon các bạn. Không biết mình để cái lò cái nồi có dễ thấy giống như ông xã mình để không nữa đây. Đó. Mình vớt bắp ra hết rồi. Thì bây giờ còn cái nồi không như vậy nè, nồi nếp á mình đang nấu đó. Ở đây là mình thắng nước cốt dừa nè nha các bạn. Mình bỏ một lon nước cốt dừa. Thì mình cho một xíu muối vô nha. Mình cho một ít muối vô. Tại vì ăn chè thì mình cũng phải bỏ nó có hơi ấy một chút. Chừng chút xíu như thế này thôi. Muối này nó bên này nó mặn dữ lắm.
Giờ mà bên nồi chè mình cũng phải dằm một xí nữa đó, trên cái nhúm trên cái đầu ngón tay của mình thôi, chứ đừng có bỏ nhiều, mình bận bỏ nhiều quá nó mặn. Rồi tiếp tới mình sẽ cho, tại bữa nay mình không có khui sẵn cái bột bột gạo á, chứ thường thường mình thích quậy cái bột gạo hơn là bột năng. Cho cái cốt dừa thì giờ mình sẽ cho một ít thôi, mình làm cho nước cốt dừa nó hơi kẹo kẹo lại thôi. Mình làm hơi sệt sệt lại cho nó ngon, cho nó để mình chan vô á. Mình mua cái nước cốt dừa này xong mình thấy mình không được ưng ý lắm đây nè, nhưng mà bây giờ hết hết nước cốt dừa ở nhà rồi. Đó. Như vậy nó thơm, nó thơm mà nó béo, nó ngon. Thường thường mình mua cái hiệu nước dừa. Mình quay mình lấy bên này rồi mình coi cái nồi bên này nè, không các bạn thấy không, mình không có quậy mà nó không có xích nồi, không có gì hết á, là mình làm y như vậy đó, nó rất là ngon. Cái nồi chè của mình nó không cần phải bỏ bột bắp hay là bột gì hết, tại vì mình có nếp á, mình nấu nó dẻo vô. Cái một lon nước cốt dừa này của mình thì mình pha chút bột năng vô thôi, cho nó vừa cái ý thích của mình thôi nha các bạn, không đừng có để cho nó đặc cứng quá khó ăn lắm. Mình thấy có nhiều người nấu cũng ngon lắm, nhưng mà khi mà quậy nước cốt dừa cái nó bị hơi đặc quá. Tại cái này mình muốn cho nó nguyên chất mùi nước cốt dừa, rồi nguyên chất mùi thơm của bắp á, nên mình không có bỏ vani, mình cũng không có bỏ lá dứa, không gì hết. Mình thích cho nó có nguyên nguyên chất cái mùi của bắp. Đó, và mình nước dừa của mình nè, là vậy rồi, bỏ vô chè là vừa ăn đó cả nhà. Mình thêm chút xíu muối thôi, không có đường đâu, tại vì cái chè thì nó sẽ phải ngọt, thành ra cái nước cốt dừa mình không có cần phải bỏ đường. Mình dằm chút xíu muối vô cho nó béo. Đó. Vậy là mình có một cái nồi nước cốt dừa rồi nè, cũng vừa nhừ nè ha cả nhà. Mình đem gần vô cho một chút. Đây cái nếp của mình là vừa nhừ rồi nè. Đó, giờ bắt đầu mình đổ cái bắp bào vô nha. Mình chờ cái bắp bào vô nữa là mình nấu thêm chừng 5-10 phút nữa là mình xong. Nó thơm dễ sợ lắm, nó thơm cái mùi bắp á, cái mùi bắp là nó cho nó nhìn nó gần hơn, cái nó hấp dẫn một chút nữa. Thank you.
miếng nước cho nó sạch, nó có cái chất ngọt ở trong đây nè, tại vì cái bắp non mà mình bào á đó. Rất là ngon. Nồi nước cốt dừa của mình thì cũng xong. Nồi nước cốt dừa của mình là cũng dừa ngon, dừa để mà cho ăn chè được. Các bạn nấu mấy cái loại nếp, loại chè đó, các bạn cẩn thận khi mà quậy nha. Tại vì mình cái nếp rồi nó sệt, nó đặc á, cái mà mình quậy đi, mình không để ý nó văng lên tay, nóng lắm. Này rất là dễ nấu, nếu mà mình không biết á thì khó, mình không biết rồi sao nấu sao cách sao, nhưng mà khi mà mình biết á các bạn thì các bạn nấu rất là dễ. Rồi ok vậy thôi, cho tặng cầm máy giùm đi. Rồi sáng đến giờ một mình tự động quay mình đó hả? Dạ, tự động quay đó mà không biết coi có đẹp không. Em đang nấu nồi chè bắp hả? Đang nấu nồi chè bắp. Bây giờ, wow, giờ nồi chè nhìn hấp dẫn quá mà xã. Đã không? Đã đấy. Giờ em lường thử cái đường đó em. Đường, cái này là một cốc nha các bạn. À, một cốc đường đó cả nhà. Một cốc đường nè, mình một cốc đường thì chắc cũng là một chén hay sao đó. Ờ. Chắc cũng khoảng cỡ đó vậy, em cứ lường cái này qua cái chén em coi sao rồi mình biết à. Nhưng mà em nghĩ là vậy, 200g đường gì đó. Ok. Thì cái này khoảng một cốc rồi đó, thì mình chắc mình bỏ thêm là nửa cốc nữa thôi. À. Em muốn bỏ ngọt lắm. Đó, cái này mình có cái nửa cốc nữa nè. Wow. Nhìn nồi chè bắp hấp dẫn quá em. À, mấy cái các bạn. Rồi mình thêm một nửa cốc nữa phải không? Dạ, nửa cốc nữa cho rồi. Nó make sure cho nó ngọt, tại chè thì phải ngọt, nhưng mà nếu lạt quá thì ăn cũng không được, nó cũng không có đúng chè. Ok. Đó, bây giờ là mình bỏ đường vô, cái mình để cho lửa riu riu một chút nữa lận cho nó rút hết cái đường, thường thường đường nó chảy nước á, mà mình không để nó rút lại á thì nó sẽ bị chè mình nó bị chảy nước ra nha. Thành ra mình để một chút đi, khoảng chừng 3 phút, 5 phút. Cái đường nó rút hết vô nếp, vô bắp đã. À. Đó. Đó, ngon dễ sợ không? Ừ. Đâu có thua gì mà chè bắp nếp đâu hả cả nhà? Đó. À, vậy thôi anh về rồi, thôi em khỏi nhờ cô kia đem ra, vậy thôi anh về anh đem ra luôn đi. Ok. Ok em ha. Để rồi. Ăn cơm ha. Rồi, bây giờ anh ăn cơm trưa. Rồi chào cả nhà đi. Rồi sau khi mình nấu xong xuôi hết rồi thì bây giờ mình hưởng cái phần quả của mình. Cái phần thành quả của mình nha các bạn. Rồi mình múc bằng cái chén này cho các bạn nhìn thấy coi nó đẹp không. Đó. Cái nếp á mình nấu như vậy á, nó rất là ngon. Nó mình không có biết là có nếp trong này đâu. Mình ngâm nó trước đi rồi mình nấu nữa, thành ra cái nó nhừ ra hết rồi nó hòa quyện với bắp mà mình bào đó. Bữa nào cả nhà mình cứ thử như vậy đi. Thử nấu rồi cho mình biết ha. Cộng này nước cốt dừa nè, mình bỏ vô đây là trên mặt nữa là dừa đủ luôn. Xin mời các bạn nha, xin mời cả nhà mình ăn thử với mình ha. Theo như mình nói là một cốc rưỡi đường như vậy là vừa đủ với cái chè này, không bị ngọt quá, không có ngọt quá mà không có lạt quá, rất là vừa ăn.
Tại vì bên đây ai cũng sợ ngọt hết á cả nhà. Thành ra mình lường như vậy là mình thấy rất là ngọt, rất là vừa miệng ăn, nó rất là ngọt. Mình thì mình thích ăn vặt dữ lắm, thích ăn chè, ăn xôi, ăn khoai, ăn bắp vậy đó. Mà không có thích ăn những cái gì mà gọi là mắc tiền đâu đâu. Mình thích ăn những cái đơn giản của dân dã hồi xưa mà mình lớn lên từ ở nhà. Xong rồi cái mình được ăn đó, mình khoai lang, khoai mì là hầu như bữa nào trưa hay là chiều hay là tối lúc nào thì bà ngoại rồi cũng có nấu cho mình ăn hết á. Đại khái lúc nào mình cũng có được ăn, hoặc là chè bắp rồi các thứ ăn vặt chút chút vậy đó, nhưng mà an toàn là những cái không có mắc tiền. Tại vì nhà mình thì con của dì mình đồ cũng đông á, nên đâu có ai mà được ăn sang ăn sướng gì nhiều. Rất là vừa ăn. Mình ở đây cũng không quên để mình cảm ơn tất cả các bạn, anh chị em, đại gia đình ha. Mình rất là cảm ơn rất nhiều đã ủng hộ cho hai vợ chồng mình, và những cái cũng có những điều surprise tốt đẹp, thì mình cũng nên tiếp theo ý kiến thêm hay là này kia vậy đó. Thì mình rất là cảm ơn nhiều. Mong rằng các bạn ủng hộ cho gia đình của mình, gia đình nhỏ của mình. Hai vợ chồng, hai đứa con, mà hai đứa con này là bốn chân. Thôi mình nuôi nó nhỏ lớn thôi, mình cứ tính nó như thành viên trong gia đình của mình, như là một đứa con của mình đi ha. Giống như một cái tinh thần vậy thôi. Nói hơi nhiều ăn nữa. Trời sắp sửa đẹp, em đợi là mình sẽ đi mua cây, rồi mình đi mua hộp bông, hộp ngò, hành rồi này kia mình sẽ trồng. Mình thích trồng vườn lắm. Ngày nào đi làm thì đi, còn ngày nào ở nhà thì mình sẽ làm vườn, hay là mình làm những cái gì đó, nấu đồ ăn tráng miệng ha, đồ ăn ngọt gì đó, thì mình sẽ chia sẻ với cả nhà mình ha. Mình rất là vui khi mình đọc những cái lời comment ở dưới nói là có học theo chị, có học theo cô, học theo thím nấu như vậy rồi thành công. Mình rất là mừng, mình vui lắm, mình cười quá chừng luôn á. Cười một mình thôi, mình đọc rồi mình cười, mình nói ôi vậy cũng có người, nhiều người thương mình chứ. Mình thường thường mình lựa những cái gì mà dễ nấu, hoặc là dễ nhớ trong cái bếp của mình có sẵn á, mình khỏi phải mua cầu kỳ quá. Nhiều khi nhiều cái món á mình làm rất là cầu kỳ, nhưng mà ăn có một lần à, rồi xong cái lần sau là hết rồi, mình không có làm tới nữa, hoặc là mình không có thích, nhưng mà mình mua gia vị đồ nhiều quá thì mình sẽ bỏ. Thì mình bỏ như vậy thì thấy mình hơi bị phí tiền, phải không các bạn? Thành ra mình nói thôi, mình phải làm những cái gì, mình tận dụng những cái gì trong căn bếp nhà mình có thì mình sẽ làm. Cái bắp nó giòn giòn, thơm thơm. Hồi nãy ông xã mình về ăn cơm, thành ra anh ăn xong rồi cái ảnh đi rồi. Rồi mình chè mình mới vừa xong, cái mình phải lo mình gửi cho ảnh, đem đi ra ngoài, đem ra chỗ làm á. Rồi giờ mình mới ngồi xuống ngồi nói chuyện được.
mình thích ăn vặt lắm, ăn vặt là mình thích ghê lắm. À, có nhiều lúc mà mình cũng 7-8 năm trước, 7-8, 7-8, cũng khoảng 7 năm à, 2, dạ, cũng khoảng 7 năm, là lần đó mình về Việt Nam á, trời ơi, mình đi vô chợ Bến Thành mình ăn hàng là thôi á, thấy chè, chỉ cứ cho một bịch nhỏ 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 là về ha. Cô em mình chở trên xe cho mình đi về, ngồi đằng sau hai tay cầm hai bịch thiệt là bự. Trời ơi, về tới nhà mấy đứa cháu nói: con ăn hết nổi rồi, con ăn hết nổi rồi. Mấy đứa cháu nhỏ 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 10 ngày đầu á, là nó ăn hấp dẫn lắm. Có mình mua về được bao nhiêu là mấy ảnh mấy chị ăn hết. Mà tới khúc sau rồi là anh chị thôi ngán rồi, con ngán lắm rồi, đừng mua nữa. Mà không biết sao đó, mình đi là mình thấy là mình mua, thấy chè rồi bán vô bịch đó, nhiều cái món lạ lạ nó ngon quá trời luôn à. Tại mình thích ăn vặt mà, mình ăn hoài. Thôi để mình ăn cho xong cái chén. Mà ăn chắc không hết nổi cái chén này đâu. Cái chén này thì cũng vừa vừa thôi, nhưng mà mình không chắc ăn phân nửa thôi, rồi để chiều chiều tối tối ăn tiếp. Cái video đến đây cũng tới giờ mình phải tạm biệt các tập. Tạm biệt các bạn, xin hẹn tới cái video tới. Mong các bạn luôn luôn ủng hộ mình, ủng hộ gia đình mình, ủng hộ vợ chồng mình nha. Cảm ơn rất nhiều. Bye bye.